Dạ, xin chào các bạn đã qua đây thêm một vlog nữa. Dạ, vlog hôm nay rất là đặc biệt là tại sao? Tại hôm nay là sinh nhật của tôi. Dạ, hôm nay tôi sẽ quay những cái hoạt động trong ngày sinh nhật của tôi cho các bạn coi. Dạ, tôi làm gì. Nhưng mà trước hết, chúng mình đi mua cơm hộp ăn nữa. Tại vì tôi ở có một mình, không ai nấu cơm hết. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Sinh nhật có tặng gì không cậu? Có. Tặng gì vậy? 100. 100 gì? 100 đô. Sọc lô. Có à. Xả luôn. Thiệt không? À. Thiệt hả? Ok. Mẹ ngủ đi. Ừ. Vậy? Tính đi ăn thì có người gõ cửa thì có ba kiện hàng bên Mỹ gửi về. Không biết trong đây có gì không? Chắc cũng có đồ sinh nhật của mình. Cậu mua hả? Cái hai cái đi gửi dài. Muốn ăn gì? Gà thấy không? Gì cũng được. Mới được ăn, bây giờ chạy ra vòng mới được ăn. Đây là tiệm cơm gà. Đường nào đây quá rồi? Ở Bầu Cát, tiệm cơm gà ở Bầu Cát. Nãy mình kiếm gì vậy? Ăn cơm gà, gà roti. Roti, ok. Một canh, một tô canh lá giang và một rau muống xào đậu. Ok, để ra rồi, chừng nào ra review luôn. Đây là món gà roti, thì cậu review đi. Này có gì em nấu gành đâu. Gì? Đầu bếp mà, review đi. Này có gì? Này cơm gà roti hả? Ừ. Để hỏi bà chủ cơm gà roti có gì? À biết. Thì nói chung là... cơm gà roti có gì? Nó kêu là gà đô tây chứ mà kêu có gì nó nói vậy. Cơm với con gà. Cơm với con gà. Có rau xà lách nè. Có rau húng lụi nè, rau đâm nè. Đó, vậy được rồi, ok giờ ăn nè. Ngon à. Không, ở đây là cơm gà đô tây nổi tiếng anh Phúc được một cái rồi. Ok, rồi quốc nè, đó bộ quầy. Đây canh gà, canh gà lá giang hả? Canh gà lá giang. Canh gà lá giang, quá đã. Biết nhiều tiền nó quên mang tiền mẹ nó. Thì cái vị gà ở đây á là không có mặn, rất là vừa phải, cơm cũng vừa đủ nữa nên không có làm cho mình bị ngán, mẹ hiểu không? Và quan trọng cái món ngon nhất đây là cái món canh là cái món giết hết luôn á. Là cái món điểm nhấn của cái chỗ này thì mình các bạn nào tới đây ăn á thì cứ kêu canh lá giang. Canh gà lá giang. Cơm gà đây ngon, không nhiều quá không làm mình ngán, vị gà vừa phải. 8 điểm. Đồ ngon mà. Có lấy cơm không? Không. Bây giờ chúng tôi đang có mặt tại quận Tân Phú và đang đợi người ta xuống lấy đồ, giao đồ cho người ta và sẽ đi qua nhà chị hai của tôi, thăm chị hai của tôi.
mở cửa đi. Anh đói bụng, anh đói bụng quá à. Cho anh vô ăn cơm với đồng mấy bạn. Dao đá nè. Ủa sao xiên quá vậy? Cũng vậy chứ. Công việc vẫn thôi. Vô chơi. 300 chai. Rồi qua lại. Đâu đường đây? Đây nè. Rồi, ủa mấy xa. Tới nhà rồi. Chị ơi. Ôi chú. Không có gì ấy. Đây, đây bà đậu nè. Đó. Rồi, cảm ơn bút nha. Cái coi cái này đọc hai con nè. Đây là tiệm trà sữa của chị hai mình hồi tối vậy. Chưa biết gì tao gọi đây nghiệm quá đã. Nghiệm gì? Thì bây giờ mình cắt đi, cái câu đi biết. Quầy chơi luôn đó, nghiệm đi rồi nó hồi cắt sao? Đây là chân châu nè. Ờ. Đây là chân châu đường đen. Đâu? Đây là chân châu đường đen nè, đó. Thấy không? Chân châu đường đen. Rồi. Còn này là hạch củ năng. Đây là hạch củ năng. Ừ. Đây là hạch khoai môn. Đây là hạt é. Đây là hạt chuối. Gì? Phải không? Nè, chuối nè. Chuối trong á. Rồi. Chuối. Còn đây là hạt phô mai. Đó. Phô mai caramel nha. Caramel. Phô mai caramel. Còn này. Còn đây là phô mai bạc hà. Còn này. Còn đây trưng châu sợi. Cho các bạn đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lại topping. Đúng rồi. Đó, tiệm của trà sữa chị hai mình là đủ loại luôn. Bên kia đấu luôn kìa. Đâu, đâu, hồi nào đâu. Dí chích mẹ luôn. Đấu. Rồi, ok. Thì lát hồi chị hai mình xuống, mình sẽ kêu chị hai mình làm cho các bạn uống một ly trân châu đường đen. Thì đây cũng là, sau này mình cũng đang tính là mở trà sữa qua đây học nghề. Thì có thể là mình sau đây muốn qua đây mình đứng bán thử luôn. Các bạn nhớ tới ủng hộ, lát hồi mình sẽ quay cái địa chỉ. Đây là địa chỉ của tiệm trà sữa chị hai mình. Đây là cái tiệm cầm đồ. Thì các bạn nào ở vòng vòng khu vực này là khu vực Mũi Tàu của đường Phú Thọ Hòa thì cũng biết cái bề dày lịch sử của cái tiệm cầm đồ này rồi. Phương Ngân, đây là tiệm của chị hai mình. Và đây là trà sữa. Thì các bạn nào có gần ở đây thì qua ủng hộ giùm mình. Thì lâu lâu mình sẽ vẫn có mặt ở đây. Nếu bạn nào thì có dịp thì gặp thì giao lưu. Để dạ. Cái này muốn thông sữa bỏ vô. Không, để chị hai làm. Đó, bỏ sữa rồi. Y chang Mỹ luôn. Các bạn nhớ ủng hộ chị hai mình nha. Để mốt mình lấy trà sữa từ đây ra mình làm tiệm của mình luôn. Mình chị hai mình tính mở quy mô lớn luôn á. Để đấu với Khôi luôn á. Mốt không có Khôi, chỉ có trà sữa. Trà sữa ông Mận. Bỏ cho béo rồi. Trời ơi, bí quyết của người ta. Có đó là gì nha, cái này nè. Caramel hả? Đường nè. Đường. Số mấy vậy? 997 hay gì vậy? 97 rồi. Ủa, nhiều lắm. Em thấy trên đầu với đường này. Đây, đây. 97 Đỗ Đức Dục. Ngay cái Mũi Tàu luôn. Rồi là Chu Miêu. Rồi đủ. Ủa cái này là gì vậy? Nắp. Nắp mà. Trời ơi à. Có. Con hút gì hút đi. Rồi. Dạ. Cái gì á, tí nè. Dạ. Hút quảng cáo rồi. Ừ. Uống review thiệt đó luôn chứ quảng cáo gì. Đó, uống rồi nè. Mày uống mày quảng cáo luôn rồi. Rồi uống trước, mỗi bạn uống cái. Có sao nói vậy luôn, dở mình chơi luôn. Hiểu không? Dở mình chơi đi bố, mình làm cái khác ngon hơn. Có thì tùy người uống, tùy người uống, uống ngọt thì bỏ ngọt. Rồi thấy sao, thấy sao, nói đi ông nội. Rồi sữa tươi đây là béo hơn ở ngoài là do hả khúc cuối người ta chủ Ha 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 ha
Đồ mẹ nói bình thường má giả hoài. Đâu vậy, khúc cuối là cái đó bỏ cái sữa béo gì không? Khúc cuối là bỏ thêm cái sữa béo nữa. Nên cái lớp sữa nó béo hơn ở ngoài người ta là vậy. Rồi thôi. Còn trứng châu á. Bữa nổi này đụng má cầm này để cầm đi quay để uống. Không sao. Bấm quay rồi sao? Quay rồi á. Không. Đang quay á. Cầm. Quay đây nè. Chó đá. Có quậy đâu? Quậy lên đi, quậy lên. Cái này á, chị hai cứ cần thêm một cái béo nữa. Cái béo ngọt, cái béo thường. Tại bây giờ nó ngon rồi. Nhưng mà cái cảm giác mà thôi mấy cái chỗ on bi đồ là chị hai còn thiếu một cái béo ngọt. Ở trên, không? À. Không, là nguyên một cái luôn á, tại vì khi mà cắm nó muốn xuống đây à. Ở dưới đây nó béo, mà trên nó béo gì. Mặc dù cái chân châu đường đen của người ta đáng lẽ cái khúc dưới chân châu đường đen là phải ngọt mà liệm luôn á. Rồi trên đây lạc, trên đây lạc. Còn sao? Đúng rồi. Đâu rồi ai uống thì quậy đều. Quậy đều nó mới hòa tan mà ngọt được chứ. Nói chung này á. Nói chung này ngọt. Nói chung cái này so với mấy cái chỗ lề đường á ngon nhiều. Nhưng mà so với mấy thằng đỉnh á thì vẫn còn mình thiếu chút xíu. Thiếu xíu béo không? Đúng rồi. Thì mình chỉ ngừng nghiên cứu cái này mình nói là ở dưới là được không? Ở dưới được chưa? Dưới còn chưa ngọt mấy phải không? Chưa được ngọt phải không? Ở dưới nó ngọt, chị hai hiểu không? Nhưng mà nó thiếu cái béo ngọt của caramel á. Còn cái sữa lại trên ngon rồi. Sữa ở trên quá ngon. Nhưng mà cái này dễ là người ta thời tiết Việt Nam á nóng uống này dễ hơn. Còn khi mà mình làm ngọt quá thì tùy người. Đúng rồi, cái sân người đó ngọt không? Chưa? 7:30. Ok, 7:30 ha quý vị. Sữa tươi chân châu đường đen bô 3 7:30. Được đánh giá trên Anyfood. Anyfood. Đúng không? Anyfood. Nó không có kịp chứ đúng là nó kẹo như vậy nè. Làm nó là chị hai cứ làm kẹo với béo luôn. Tại khi một khi mình đổ sữa vô là tự nó tan ra. Thì đó, cho nó béo luôn phải không? Đúng rồi. Đó, quan trọng là cái khúc dưới hả? Dưới nó đậm nữa phải. Đúng rồi, tại cái khúc dưới là cái khúc mà ngon. Còn trên đây thì sữa ai mà không giống ai. Đúng rồi. Còn nãy chị hai mới bỏ gì ở trên nè? Cái khúc gì? Cái đó cái gì kem béo, cái gì kia bẩn gì ở trên đó quên nè. Đâu cái nào đâu, không tiêu rồi à, cái đó bí quyết của mình hả? Ừ. À. Đúng rồi, mấy bữa pha, tại hôm nay. À rồi. Tập bình đó. À. Cái này làm quậy lên mấy cái lớp bánh kem mà ở trên đó. Là này nè. Nhưng mà này cái hàng đồ bình thường. Rồi rồi. Chỉ là đồ chỉnh nó tên là gì? Whipping. Đó là xịn luôn. Đó là xịn luôn. Ồ mấy cái đó mắc chết bà. Đó là xịn luôn á. Nhưng mà thiệt luôn á, thiệt luôn mình không cần ở đâu vậy. Mình không cần ở đâu, không tỏi cần luôn. Cũng không cần. Dưới đây thôi. Thì nói đi nói lại thì nếu mình so sánh với mấy cái người mấy cái chỗ mà bán sữa trà sữa đỉnh điểm là nó tới 60 ngàn ly được. Thì bây giờ này chỉ có 30 ngàn thôi. Mà cái có 30 ngàn thôi mà các bạn có thể uống như là 70 luôn. Mà nói thiệt 70 nhưng mà thực sự nếu các bạn nào có khẩu vị khác nhau thì không chừng các bạn đánh giá cái ly trà sữa này cao hơn. Đối với mình ly sữa này quá tuyệt vời so với cái giá là 30 ngàn. Ủa 30 hay 20 vậy? 25 ngàn thôi. 25 ngàn. Nhỏ 25 ngàn. Đâu đi dài đây, qua đây, dài qua đây. Ly này là 20 nè. Ly này 30. Ly đó 25. 25. Trời bỏ thêm 5 ngàn uống nguyên ly bự luôn, không đã đi mua ly kia làm gì. Đó. Cho thêm nửa điểm nữa, 8 điểm tại vì giá tốt. Đúng không? Lại 60 ngàn uống được 2 cử, 3 cử. Cứ kêu uống được có 1 cử, 1 à. Cứ tới đây, giờ nói em đi Vũ sẽ được giảm. Thôi khỏi giảm đi, tại giảm đang luôn. giảm luôn. Trời, 2 tặng 1 luôn. Đúng rồi. Chơi luôn rồi. 97. Nó bảy một kiểu rồi. Để điểm kế tiếp. Yeah. Nghĩ ơi. Luôn. Hôm nay ghé thăm shop con em luôn. Chơi. Đồ má cái nắng mấy mùa anh Bảo. Đâu rồi, anh
chết ngàn chạy mệt quá. Đù má kìa, đã quá. Sướng. Lấy hàng nhất hả? Ồ. À, bữa đó anh canh xe này có em ở đây nè. Lúc mà lần đầu á. Đúng rồi, cháu quay đúng không? Ủa cháu gì quên mẹ đây. Cháu 54 với 54. Còn máy quay đâu rồi? À, chạy, lấy máy quay chạy sân quốc chạy đất luôn. Má đường này mới bự quá. Một năm không về, đường có má chặt hết cây luôn. Chặt hết cây không còn một cái cây nào hết. Đường nó rộng cả bá lửa luôn. Còn má đến giờ có nào chạy ngang giật cái chết mẹ. Chúng tôi sắp đến tụ điểm để đổi tiền. Đây là tụ điểm đổi tiền nổi tiếng nhất quận nhất. Cái nào đâu? Mà nè, vô. Giá rất là chính xác. Đây là món quà sinh nhật mà tôi tự bản thân mình mua cho mình luôn. Thì tôi biết chắc thì ngày sinh nhật này của tôi thì không ai tặng quà đâu. Thì trong cái cuộc sống này các bạn hiểu không? Là đừng có nghĩ là sẽ có người cho bạn hay bất cứ gì. Hãy tự chính tay mình làm. Nếu như một ngày sinh nhật của bạn không có ai bên cạnh hoặc là không có người tặng quà thì hãy làm cho bản thân mình vui lên, các bạn hiểu không? Thì mặc dù tôi cũng có bạn bè xung quanh thì tôi chỉ nói vậy là cho các bạn nào mà nếu như các bạn thấy tuyệt vọng trong cuộc sống, tuyệt vọng như cuộc sống mà không có ai giúp bạn làm bất cứ cái gì, không ai cho bạn một cái gì hết, thì bạn phải đứng dậy tự mình làm. Thì tất cả những cái đóng giày này, những cái gì mà tôi có là tôi tự quyền tôi mua, tự bản thân tôi mua, thì không ai mua cho tôi hết á. Thì cứ như vậy mình cứ việc làm. Giờ đây là cái đôi giày mà tôi thích màu đỏ, và tôi cũng thích đôi 11 nữa. Đây là Jordan 11. Đây là đôi Jordan 11. Đây tôi tự mua cho tôi khoảng chừng 2 tuần trước. Tuyệt vời ông mặt trời. Mấy cái đôi giày này nó đẹp đến nỗi mà các bạn hiểu không, là mình không có dám mang ngoài đường luôn. Nhưng mà mình biết một ngày nào đó mình cũng sẽ mang ngoài đường. Mình cũng suy nghĩ định bán nó, nhưng mà mình không biết tại sao vì một cái màu đỏ này nó cuốn hút mình quá, mình cũng không có bán. Tại vì mình thì để coi từ từ tính sau. Còn cái đôi này đó, đó mình mua cái đôi này với đôi này là hai đôi mình mua cho sinh nhật của mình. Thì cái đôi này là đôi OG, Jordan 3 OG, có chữ Nike nữa. Thì chắc chắn cái đôi này mình sẽ không bán, mình sẽ mang thôi. Và lát hồi thì đi sinh nhật. Không phải, cũng không phải là đi sinh nhật nữa. Tại bữa nay cũng không có tiệc tùng gì nhiều. Mình cũng già cả rồi, cũng không có bay bổng nhiều hết. Thì mình không biết nên chọn một đôi nào đi sinh nhật. Thôi, lát hồi tính đi ha. Đó, đây là đôi Jordan 11. Và bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ Âu Park ở bên Hoàng Thuyền để ăn với một người bạn. Thì tôi không biết chỗ đó là chỗ nào hết đó. Thì tôi khách mời ngày hôm nay sẽ là một nhân vật nữ đặc biệt. Thì các bạn cứ câu đi, giờ lát hồi tôi sẽ nói cho các bạn nghe đây là ai. Chắc các bạn sẽ bất ngờ. Rồi, mình cũng biết quán này là quán cái gì nữa. Hello. Hey. Đâu lại vậy? Ê, quay mặt lại coi, cho người ta coi coi. Giờ này ăn gì tính bự vậy nè. Dân thưa các bạn, giờ đây là Dân Anh, bạn gái cũ của mình. Giờ nó dẫn mình vô cái chỗ gì đèn mờ quá, không biết có ý đồ gì không. Đây là một cái quán ăn, cái quán này Tây hay quán Ý hay là quán Pháp?
gì? Đây là một quán Địa Trung Hải của cướp biển Caribe á. Thì xung quanh cảnh rất là đẹp. Ủa em ở đây bán mấy món mà Pháp hay là mấy món kia nhiều? Dạ nó theo kiểu như là Địa Trung Hải nhiều. Dạ. Dạ cũng có món mấy món cũng dễ ăn. Dạ, dạ, dạ cảm ơn. Quầy giống. Thì xung quanh cái quán này toàn là người Tây nhiều các bạn. Xung quanh của mình là toàn người Tây không? Mình cứ tưởng mình vô cái quán ở Mỹ không à. Ủa địa chỉ số mấy vậy? 23 Hàng Thuyên thôi các bạn. Thì các bạn nào về trời giá cũng tệ quá vậy đó. Nó hồi ai trả? Dạ. Hay quá các bạn ơi, than mình than nó trả luôn rồi. Ok. Thì bây giờ là kia đồ ăn. Có chiên trái ngỗng không? Trừ dư hương quanh người Tây không đâu hiểu đâu. Chừng nào tôi kêu duck testicle. Quá rất sang trọng rồi các bạn. Thì đó hồi các bạn, lát hồi mình về mình sẽ nói với các bạn sao tại sao sinh nhật mình phải đi với nhỏ này mà không đi chơi với mấy anh em của mình. Lát hồi mình sẽ nói lý do sao. Không có, nó dở thôi, chơi vui mà, làm khó tính vậy. Thôi. Đây là cái menu rượu. Nhìn giá. Steak của mình nằm ở đâu? Giờ đây ạ. Tiền có steak sốt tiêu với lại steak sốt quay đỏ. Lấy cho một cái steak sốt sốt tiêu. Mình dùng chính như thế nào ạ? Medium rare. Medium rare. Dạ. Còn đây là cái menu đồ ăn. Nói chung là salad. Đồ ăn trước của mình hay có gì quên nào đợt trước. Yeah. Ủa mấy cái salad kêu là gì, đồ ăn kêu là gì, tiếng Việt kêu là gì ta? Mấy cái đồ ăn mà không phải đồ ăn chính á. Không phải khai vị. Thôi kệ, nói chung là mấy cái bà đồ ăn phụ á các bạn. Thì giá của bà rái rượu thì giá rượu thì hơi tê, 2 triệu mấy trăm ngàn triệu không. Còn bên đây thì cũng ok, cũng tạm ổn. Nói chung thì lâu lâu ăn lần cũng được, cũng không sao hết, ăn cho biết thôi. Đó nè, có 40 ngàn nè, nhưng mà là trái chanh á, trái chanh 40 ngàn. Đây là nước. Nước dừa 40 ngàn. Nếu các bạn nào có muốn lên đây chụp hình view đẹp thì cứ vô đây uống một chai lon nước dừa thôi. Đó, 40 ngàn, nước táo 60. Chụp hình về chơi. Rồi, xong. Thì mình vô order một cái steak. Ủa Dân Anh ăn gì vậy? Anh. Thôi mà thách quay mà, đỡ quay, thích. Ăn gì nói đi, lẹ lên. Steak luôn hả? Không, ăn gà. Ăn gà, ok. Rồi. Ok, thì bạn dân Anh ăn gà nướng, mình ăn steak. Giờ đợi ra thôi. Đây, đồ ăn ra rồi. Đây là cái món steak. Cái này gà Dân Anh. Gà gì ngộ vậy ta? Gà nướng hả? Là con gà này phải là con gà lôi không? Turkey đúng không? Hay gà bình thường? Chicken. Thì phải Turkey. Ok, thì là cái steak của mình là medium rare. Thì medium rare là gì? Medium rare là ở giữa nó có màu đỏ thì kiểu là kiểu giống như là chưa chín á. Mình ăn xong rồi mình sẽ review food cho chỗ này cho các bạn coi. Thì khi medium rare là nó màu đỏ đỏ như vậy, là nó như kiểu còn sống sống, còn chút máu vậy đó. Đó đây. Thịt có mềm không thì lát mình ăn mình sẽ. Dạ cảm ơn các bạn đã gửi những lời chúc. Dạ. Ủa còn nữa hả? Kem. Dạ, cái này ăn chung với kem. Bỏ vô đây. Chỉ rồi, đây mình cầm cho. Dạ cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc của mình qua Facebook, Instagram, YouTube. Mình sẽ hỏi họ đến này. Dạ mình sẽ ước năm nay mình kiếm được. Mà không nói đâu. Cắt. Để mà đủ chưa?
Thì nói chung quy thì đồ ăn nó cũng được, cũng ngon, nhưng mà cái món bò thì theo mình đánh giá chỉ có 7 điểm thôi. Tại vì mình ở bên Mỹ mình ăn bò quen rồi, ăn bò ngon mình quen rồi. Nhưng mà cái món gà chỗ này rất là ngon, món gà hồi nãy của bạn Dân Anh ăn thì rất là ngon. Nói chung là quán này cũng không có rẻ đâu, thì bạn nào trước khi vô thì cứ suy nghĩ đi, đây là một quán Tây. Đó là cái chỗ nào mà sáng sủa thôi được không? Đây đây đây, đứng đây. Thì vlog mà cái chỗ tối chỗ sáng thôi. Và mỗi lần đi ngang cái giờ đó và cái giờ đó và một ngày của tôi kết thúc như vậy đó. Và mỗi lần đi ngang cái con đường này thì tôi lúc nào cũng như một thói quen thì tôi ghé một cái ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa này là có tượng Phật nằm ở ngoài. Thì dành cho những người nào đi làm về trễ, về khuya, không có thể nào mà đi chùa buổi sớm được thì cứ tới đây. Đây là ngôi chùa nằm ở tại đường quận 12 mà quên, mình quên mất tiêu là cái đường này. Hả? Đây cháu ai vậy? Đây đừng cắn tao cho mày. Bữa giờ buôn bán được không? Hơi bị đắt luôn hả? Mình mà làm kịp hả? Vậy tôi xuống tôi phụ à. Xuống khó nhà tao, khó phụ tao. Ủa là cái là mình mày vậy? Ừ, mới vẽ thêm. Ủa mà cái xe trà sữa đó là thì bây giờ đã là vào 12:01 thì ngày sinh nhật của tôi chính thức đã được kết thúc. Và năm nay tôi chọn và bây giờ đó là 12:01 thì ngày sinh nhật của tôi đã chính thức kết thúc và năm nay tôi chọn 27 tuổi. Và đó cũng là một cô bạn gái cũ của tôi. Thì thật sự thì câu chuyện là chúng tôi đã chia tay từ rất là lâu trước rồi. Mấy cái mối quan hệ bây giờ cũng giống như là chỉ là bạn bè thôi. Thì mặc dù cái khía cạnh tình cảm của tụi tôi không được tốt lắm, nhưng mà ngoài khía cạnh tình cảm ra chúng tôi hiểu nhau hơn nên chúng tôi có làm ăn chung, sau này vẫn làm ăn chung và đang làm ăn chung nữa. Đó là lý do tại sao lâu lâu tôi vẫn gặp cô ấy. Thì từ lúc tôi đi Mỹ tới giờ thì cô ấy cũng đi nước ngoài công tác lắm. Thường thường thì chúng tôi ít có gặp nhau. Nhưng mà ngày hôm nay cô ấy về nước cũng ngay là ngày về nước họp, cũng là trùng ngày sinh nhật của tôi, thì chúng tôi đi ăn thôi. Đó là cái vlog ngày hôm nay. Và chưa, còn tầng 2 nữa. Hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau.